Lồng trà ổi hồng thơm ngon, từ vị trái cây. Mời bạn cùng Harry vào bếp thực hiện nha. Sốt ổi lên màu rất đẹp, miếng ổi ăn vào giòn giòn rất là ngon. Thôi được gặp lại các bạn. Hôm nay Harry chia sẻ cách làm trà ổi hồng để kinh doanh, hẳn để uống tại nhà. Bạn ơi, nếu yêu thương Harry cho mình xin một nút like và nút đăng ký để Harry có động lực ra nhiều video hay, chia sẻ từng chi tiết luôn nha. Các bạn mua về các bạn ngâm với nước muối pha loãng nha, trong 10 phút rồi mình hãy vớt, mình rửa. Mình ngâm xong rồi mình mới vớt ra mình cắt nha các bạn ha. Ổi thì mình bỏ đi cái hộp đi. Ổi mình cắt thành những lát mỏng hoặc là các hạt lựu dài khoảng 2cm đều được nha các bạn. Nửa ký ổi này Harry dùng để ngâm đường, còn nửa ký ổi còn lại mình sẽ đi làm mứt ổi. Nửa ký ổi thì mình cho vào đây là 400g đường nha các bạn ha. Cùng với 50ml nước siro ổi nha các bạn. Mình trộn đều nha. Mình sẽ ngâm cái ổi này trong vòng 4 tiếng đồng hồ á. 4 tiếng đồng hồ để đường nó tan ra hết. Còn bạn nào mà muốn nhanh hơn á thì mình để ra ngoài nắng á thì tầm khoảng 1 tiếng là đường nó tan ra hết rồi nha các bạn ha. Mình sẽ cho nửa cái ổi vào đây. Ổi thì mình cắt thành những cái miếng mỏng á để cho dễ xay ha. Để tạo màu mứt ổi cho đẹp á mình cho vào đây là 150g thanh long nha các bạn. Cùng với 200ml nước lọc nha. Mình xay tầm khoảng 4 phút là nó đã nhuyễn rồi nha các bạn. Rồi mình đổ cái này ra nha các bạn ha. Mình phải cho vào đây là 500g đường nha các bạn ha. Cùng với 1g muối ăn ha. Mình sẽ xay cái mứt ổi này trong vòng khoảng 20 phút nha các bạn. Thì mứt ổi của mình nó sẽ tới đó, nó sẽ xến lại nha, là được ha. Mình cho vào đây là 20g trà nhỏ xanh nha các bạn ha. Cùng với 1,2 lít nước sôi. Ủ trà trong 15 phút. Nó nổi lên trên một ít cái bọt khí này nha các bạn. Thì mình sẽ vớt ra ha, cho nó sạch nha. Cho cái mứt của mình nó sẽ ngon hơn. Mình đem khoảng 10 phút á thì cái mứt của mình bắt đầu nó cô đặc lại á. Các bạn nhớ khuấy liên tục ha. Và mình sẽ hạ lửa xuống riêng với lửa nhỏ thôi nha. Để nó không có bị cháy với cái đít nồi ha. Màu xuất ổi của mình lên rất là đẹp luôn các bạn. Đó, mình bỏ một tí thanh long vào á, cái màu lên rất là đẹp luôn ha các bạn ha. Đó, sốt của mình như vậy là đã đặc chủng rồi nha, nó đã tới rồi, nó sánh như vậy là được rồi nha các bạn ha. Mình sẽ tắt bếp và để nguội nha, để nguội và mình cho vào cái hũ thủy tinh á, mình dùng dần ha, mình dùng được nửa thón. Sau 15 phút nha các bạn, mình sẽ lọc lấy nước trà nha. Mình sẽ cho vào đây là 1g muối ăn ha. Mình cho vào đây là 400g đá bi nha, để làm lạnh trà nha mọi người ha. Rồi ổi này thì mình dùng trà lạnh để pha nha các bạn nha. Khi mà đường ở trong cái ổi mình ngâm á các bạn, nó đã tan hết rồi thì các bạn nhớ là mình ngâm thêm 4 tiếng đồng hồ nữa rồi mình mới lấy ra bán, hoặc là các bạn lấy ra để ăn nha, đều được ha. Cho nó cái miếng ổi của mình nó sẽ thấm nước đường và nó sẽ ngon hơn nha. Harry sẽ pha một ly 700ml các bạn ha, cho vào đây là 40ml ổi cùng với 50ml nước ổi, 15ml nước đường. Các bạn cho vào đây một quả tắc nữa nha. 160ml cốt nước cà nha các bạn. Vài viên đá bi ha. Bạn cũng sắc nhạt đây nè. Các bạn chuẩn bị cho Harry một ly đá nha. Mình sẽ cho hết cái hỗn hợp này vào nha. Cho ít lát ổi bên dưới để ly trà thêm hấp dẫn. Harry đã pha xong 2 ly trà ổi hồng rồi đó. Các bạn thấy ngon không? Harry mời các bạn cùng thưởng thức với Harry nha. Các mẹ bỉm sữa muốn bán trà sữa kiếm thêm thu nhập mà không biết cách pha chế, không biết cách nấu thì hãy thông khẩu thủ sách bên Harry ha. Quyển sách bên Harry ghi một cách chi tiết rõ ràng cụ thể, các bạn đọc vào sẽ biết làm thôi nha. Ví dụ như trà sữa khoai môn đi ha, thì Harry sẽ ghi là bước 1 làm gì, bước 2, bước 3, bước 4, rồi Harry sẽ ghi lưu ý cho các bạn luôn ha, rồi tính luôn giá cốt từng ly cho các bạn luôn, rồi mức định lượng trà sữa cho các size luôn ha. Rồi qua bên đây thì Harry hướng dẫn cho các bạn cách bảo quản, cách dụng giá cốt thì pha lẫn ra ha. Công thức này Harry ghi một cách chi tiết rõ ràng cụ thể, bạn nào không biết làm đọc vào cũng biết làm nha. Thì quyển sách này Harry ghi trọn bộ luôn nha các bạn ha, trọn bộ đầy đủ luôn, vừa có trà sữa, vừa có topping, vừa có kem, vừa có trà, vừa có đá xay luôn ha. Harry sẽ cho các bạn xem này, ví dụ về chuyên đề trà sữa đúng không, thì bên Harry sẽ có một lọ các loại trà sữa luôn, chuyên đề về topping ha. Thì bên Harry sẽ có một lọ các loại topping cho các bạn luôn ha, có kem trứng nướng, kem macchiato luôn nha.
Có trà sen vàng luôn, có chuyên đề về trà trái cây nhiệt đới, có chuyên đề về đá xay các bạn luôn ha. Có cà phê luôn, chuyên đề về lục trà, hồng trà, hoa quả nhiệt đới và nước ép luôn ha. Một cuốn sách này là trọn bộ, các bạn mua về hoàn toàn mở được quán luôn nha. Thì nhân dịp 20 tháng 10 á, bên Harry có chương trình ưu đãi là còn 299.000, bạn là đặt á inbox Zalo 0933395267 để chốt đơn nha. Quyển sách của Harry á, nó khác với những quyển sách trên thị trường nha các bạn. Đây là quyển sách trên thị trường nè, cách đây 5 năm Harry mua về mở quán á, thì Harry sẽ cho các bạn xem nha, Harry như thế nào ha. Ví dụ như Harry đây, trà hoa quả nhiệt đới ha các bạn ha, hay là trà côm xả đi, thì ví dụ như Harry làm 150 ml lục trà, vài viên đá bi, 15 ml sinh tố, 15 ml nước đường, rồi vờ lắc chanh, họ chỉ ghi vậy thôi. Công thức này á mình chỉ pha ra được một ly, nhưng mà họ không có ghi cụ thể pha như thế nào luôn ha. Nó khác với quyển sách tiền của Harry. Còn quyển sách của Harry nè, các bạn đặt vào các bạn sẽ làm được thôi nha. Ví dụ như các bạn muốn pha trà xong vàng đi ha, thì Harry sẽ liệt kê nguyên liệu cần chuẩn bị cái gì, bước một làm gì ha, tới bước 2, bước 3, bước 4, Harry tính luôn giá cước cho các bạn, rồi lượng pha trà từng ly cho các bạn luôn, 500 ml và 700 ml cho các bạn luôn ha, và có luôn ghi chú cho các bạn nha. Thì bên đây á, trà vải Harry cũng ghi như vậy, nguyên liệu cần cái gì, các bước thực hiện, rồi cách bảo quản, rồi có tính giá cốt luôn, rồi cách pha chế ly 500 ml, pha ly 700 ml các bạn luôn nha. Bên đây là trà xòe kem Machito, Harry cũng ghi y chang vậy luôn ha. Trà còn về phần topping ha, thì Harry cũng ghi y nhị luôn, ví dụ như các bạn muốn nấu thạch phô mai tươi thì Harry nguyên liệu cần gì, bước 1 thực hiện, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6, bước 7 luôn ha, rồi Harry hướng dẫn cho các bạn cách bảo quản luôn nha. Harry ghi rồi, Harry tính giá cốt cho các bạn luôn ha. Thì sách này Harry ghi một cách chi tiết rõ ràng cụ thể, các bạn là không biết làm đọc vào cũng biết làm nha. Tại vì Harry đã từng mở quán trà sữa rồi nên Harry hiểu những cái khó khăn mà các bạn gặp phải, nên lúc mà ra sách á thì Harry ghi một cách chi tiết rõ ràng cụ thể, bạn là đọc vào cũng biết làm nha. Mình sẽ cho vào đây là 30 ml mứt ổi nha các bạn ha, cùng với 10 ml nước đường, 40 ml nước ổi nha, một quả cắt nha các bạn, cùng với 120 ml cốt nước trà nha, vài viên đá bi ha. Đẩy nắp lại nha, mình sẽ sắp lên cho nó đều nha. Mình sẽ cho hết lên đây ha, mình chuẩn bị hai phần á, cho hết lên. Đây là một giá ổi nha, giá ổi cắt hạt lựu nha các bạn, mình cho hạt lựu lên cũng được nha, cắt hạt lựu cũng được nha. Ổi á thì các bạn có thể cắt hạt lựu cũng được ha. Harry sẽ mix thêm một ít chân trâu bao quy lên trên cho ngon nha. Theo hai cách các bạn có thể vừa cho một ít ổi, một ít chân trâu bao quy lên cũng được nha các bạn ha, mình mix thêm chút ít cho nó ngon nha. Cho ổi này nha các bạn á, để cho nó đẹp á. Mình sẽ cho ổi này nha. Các bạn muốn đẹp các bạn cho ổi lên xung quanh như vậy á. Cái ổi này mình có thể cắt dài vậy hoặc là mình cắt thành hạt lựu cũng được nha các bạn. Thấy video hay và hữu ích, cho mình một nút like và một nút đăng ký để Harry có động lực ra nhiều video hay, chia sẻ tận tình chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.